Rồi, tôi tập ăn lại tiếp tục. Ui. Anh chị em đang xem trực tiếp thì nếu có cái gì mà nó chưa chuẩn ấy thì có thể góp ý với Tuấn Tập An để Tuấn Tập An phục vụ anh em được tận tình chu đáo hơn, để những cái hình ảnh chân thật nhất, nó sống động nhất, để anh em biết được những cái mặt hàng sản phẩm về là nó riêng xịn, nó chuẩn chỉ. Đây là một cái dòng máy cao cấp. Wow. Biotech. Cái sản phẩm cực đẹp luôn. Cái sản phẩm này có cả bút trị liệu, nhưng cái máy này về thì hiện không có. Đấy, ok. Bắt đầu. Đợi phải vài đợi vài giây thì khi mà nó nhập dữ liệu chương trình. À. Đây là có Biotech, có mã là Levermark 1270. Đấy. Rất là đẹp. Đây, đây nó mở ra này. Đấy, nó rất là nhiều chương trình, những cái này dòng, những dòng sản phẩm này thì đều có giá bán mới tại Nhật là khoảng 100 trên dưới 160 triệu nhá. Thì cái sản phẩm này về đây Tuấn Japan bán giá có giá là trên dưới 55 triệu tùy từng cái phụ kiện đi kèm. Tùy từng độ mới đẹp của máy nó khác nhau. Rồi, mặt hàng của Tuấn Japan thì có lẽ khui cái mặt hàng này gần đây thôi. Cái máy nó livestream gần hết pin rồi. Đây là một cái sản phẩm mà người em Tuấn Japan đã để gói luôn vào đây, là cái massage cầm tay. Đấy. Cái một sản phẩm này là rất là hữu ích khi mà anh chị em mà đi ô tô hoặc đấm móp ở nhà. Một sản phẩm cao cấp của hãng Dr. AIR này, nó rất hay, và Tuấn Japan chắc là nó vẫn còn pin luôn. Đấy. Cái này nó hay hơn tất cả mọi cái mà đang bán trên thị trường Việt Nam của mình, là cái này nó có thể bẻ ra bẻ vào được này. Đấy, rất là tiện này. Đấy. Bẻ ra là sao, mình cầm này, đặt vào lưng thôi, đặt lưng mặt vai, mình nhất là đi trên ô tô đường xa thì Tuấn Japan bao giờ cũng có một cái máy này, chứ còn mình đi thì bây giờ nó cũng mỏi. Đấy, rất là thích luôn, đấm nó rất là thấu. Đấy, ví dụ như Tuấn đang live stream từ nãy giờ rồi nó cũng mỏi rồi. Đấy, nhưng mà được cái này sướng quá, phê tê hết người. Wow, thích quá. Cái này nó có 4 lấc tốc độ này, hoặc là mình cứ cần tìm mạnh là tự nó phản lực, nó sẽ mạnh theo. Đấy, anh chị em có cần thì về cái máy này hãy liên hệ với Tuấn Tập An. Mới nguyên hộp có, qua sử dụng có. Đây là cái máy Fujiki.
Đây, máy này rất đẹp luôn. Đây, máy này nguyên bản. Đây, cái này bút trị liệu này là có cái này có hai bút luôn. À, cái bút kia là Tuấn mua thêm. Đấy. À, người em của Tuấn Japan đã đóng gói vào đây. Đây đây. Đây là cái bút này. À, những cái phụ kiện nó lẻ kèm theo. Nên chỉ có tôi đến với Tuấn Japan ấy, bao giờ những phụ kiện mà anh chị em cần mua bao giờ cũng có. Đấy. Tuấn Japan thì thật ra thì về để chia sẻ thôi, tại vì nhiều cái shop mà người ta bán ấy, thì có vài cái máy điện trường ấy, thì không bao giờ có đầy đủ những cái phụ kiện đi kèm theo cho anh chị em. Nếu mà anh chị em mà đến lúc có chẳng may nó bị hỏng, sơ suất, nó gãy, trẻ con nghịch hoặc rách như thế nào đó, thì để kiếm một cái linh kiện để thay thế là nó rất là khó. Tuấn Japan thì cũng đã chia sẻ một cái bút điện trường này của cho anh khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thì Tuấn Japan cũng có sẽ có clip đưa lên. Thôi, có lẽ là Tuấn Japan xin phép anh chị em tạm dừng quay live stream đến đây. Tại vì Tuấn Japan thì cũng bây giờ về nó cũng khá muộn rồi. Là phải về đi giao hàng cho khách hàng. Mà hàng thì rất là nhiều nên thì không thể bật máy điện thoại thì hết pin, sắp hết pin rồi. Nên anh chị em nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp Tuấn Japan lan tỏa những cái sản phẩm điện trường cao áp và những cái đồ nội địa Nhật Bản cho những tín đồ thật sự là yêu cái đồ nội địa này. Tuấn Japan thì sắp tới đây, tí nữa thì cũng đi giao một cái sản phẩm máy điện trường cao áp nội địa cho một anh khách hàng ở ngõ gần Khâm Thiên này thôi. Thì cũng anh cũng là một tín đồ hàng nội địa Nhật Bản, anh bảo nhà anh ấy nhiều đồ nội địa lắm. Tuấn Japan tí nữa đến để mà có dịp thì cũng chia sẻ đến cho anh em biết được những người yêu và tin tưởng của Tuấn Japan. Tuấn Japan thì anh em để ý, Tuấn Japan thì bán hàng này, có gia đình, có anh chị em, có bạn bè, đoàn thể ở những Zalo, Facebook, chứ không như một số nơi người ta bán hàng thì những thông tin đấy người ta giấu. Giấu để có những cái lúc mà bảo hành người ta có thể gọi là chạy chùa. Đấy, còn Tuấn Japan làm từ tâm của mình, muốn lan tỏa cái sản phẩm này thật sự là hữu ích. Những sản phẩm mà Tuấn Japan đã chứng kiến bao những người mất ngủ, đau đầu mất ngủ, rồi là tiền đình táo bón, huyết áp, tiểu đường, tim mạch mà khỏi, và nhất mới đây là những bệnh nhân ung thư phổi. Bệnh viện trả về hóa trị các kiểu rồi trong 7 năm, mà đến tháng 12 năm 2023 là bệnh viện trả về sau khi người ta ngồi cái máy điện trường cao áp nội địa Nhật Bản, bây giờ đã thì khỏe. Đấy. Thì đó là chị Loan ở Vĩnh Long. Thôi, Tuấn Japan xin khép lại cái livestream ở đây, thì anh chị em nhớ đăng ký kênh và anh chị em cần thì qua cái địa chỉ Tuấn Japan bây giờ là cái cơ sở 1 là B7 ngõ 22 đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 là số 6 Phú Quốc Nhạc, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Và cái cơ sở mà Tuấn Japan đang để cái máy điện trường miễn phí cho anh chị em có thể đến đấy ngồi miễn phí 40 phút một lần tại 45 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, tức là gần cái cầu Ông Lãnh, cách cầu Ông Lãnh khoảng 50 mét thôi, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời anh chị em là ở thành phố Hồ Chí Minh qua đấy trải nghiệm thực tế là cái máy điện trường cao áp mà các chủng loại các hãng mà Tuấn đã mang về nó có chất lượng như nào, để anh em trải nghiệm để có thể đánh giá được nó tốt nào. Tuấn Japan khẳng định là nó rất tốt, và có những người khách hàng của Tuấn Japan ví như là anh chị em đã dùng 2-3 năm cái máy này rồi cũng chia sẻ trên kênh Tuấn Japan. Tại vì làm sao Tuấn phải nói như thế, các hãng mang cái máy điện trường về Việt Nam cũng rất tốt. Tuấn nghĩ là những người tiên phong, người ta mang máy về đây cho trải nghiệm miễn phí đâu đó 20 phút 30 phút rất quý, chân quý, nhưng mà để mà tiếp cận với cái giá của Việt Nam thì với cái con người Việt Nam thì Tuấn Japan thấy là không nhiều người tiếp cận được.
người ta ví dụ như cái máy IS 30.000 thì đâu đó người ta bán trên dưới, bây giờ là trong Tết là dưới 200 triệu, bây giờ là thời điểm này là hơn 200 triệu rồi. Cái máy Movat thì người ta bán trong Tết là 125 triệu, bây giờ 135 triệu. Cái máy Medic người ta bán đâu đó là trên dưới 140 triệu. Và một số hãng máy ở tại Việt Nam nhá, Tuấn Tân Đáp An nói luôn này, là cái hàng người ta nói là công nghệ Nhật sản xuất tại Trung Quốc, thì anh chị em phải xem lại cái việc đó. Tuấn Tân Đáp An phải nói, còn cái vấn đề là Việt Nam mình thì người ta trưng CEQ hay gì đó thì nó thật ra dễ dàng lắm. Hoặc là có những cái mà cơ sở gọi là trung tâm công ty gì đó đưa ra cái chứng nhận là như lại thành photo đen trắng. Nếu mà người ta có dấu đỏ thì hãy chứng nhận, ít nhất là đi ra bản công chứng thì rất đơn giản. Có vài nghìn một cái tờ công chứng chứ có gì đâu, và ít nhất là để dấu đỏ. Nhưng đến trung tâm là cái tờ photo thì Tuấn Japan ấy thấy là nó không thuyết phục. Đó. Thế còn thế thì cái nguồn gốc của người ta như nào thì mình phải xem xét kỹ lưỡng. Còn hàng Tuấn Japan như này, hàng qua sử dụng, hàng trưng bày, nhập tại Nhật về. À, anh chị em muốn cần mà cái ví dụ như xem cái mã này xuất xứ như nào, nó đi có phải đi từ Nhật về không? Tuấn Japan minh chứng được điều đó. Rồi, xin chào tất cả anh em.